chào quý vị và các bạn. Sáng nay, thời tiết tại Bắc Bộ, bao gồm cả thủ đô Hà Nội, vẫn phổ biến nhiều mây, có sương mù và một vài nơi thì có mưa nhỏ. Mật độ sương mù tập trung khá dày ở vùng cao, nên quý vị và các bạn cũng cần thận trọng khi di chuyển trên những cung đường đèo dốc để đảm bảo an toàn. Ngoại trừ lưu ý đó thì toàn bộ Bắc Bộ vẫn duy trì thời tiết ấm áp với mức nhiệt cao nhất trưa chiều trong khoảng từ 22 đến 25 độ. Riêng một số nơi thuộc khu Tây Bắc như là Mường La, Mường Lay, Sông Mã thì nhiệt độ có thể đạt mức là 27 đến 29 độ. Từ ngày 4 tháng 2, nền nhiệt sẽ có xu hướng tăng nhẹ lên vào ban ngày với mức nhiệt là từ 23 đến 26 độ. Riêng ở khu vực Tây Bắc Bộ thì nhiệt độ có phần cao hơn, phổ biến từ 26 tới 28 độ. Đối với các tỉnh thành miền Trung, sáng nay thì mưa vẫn còn xuất hiện ở diện rải rác tại các tỉnh từ Hà Tĩnh trở vào đến Quảng Nam, Quảng Ngãi. Tuy nhiên lượng không nhiều, phổ biến ở dưới mức 5mm. Ban ngày trời có nắng nên không ảnh hưởng nhiều tới các hoạt động thường nhật của người dân. Nhiệt độ cao nhất ngày ở mức là 24 đến 27 độ. Trong khi đó, ở các tỉnh thành thuộc khu vực Nam Trung Bộ từ Bình Định trở vào đến Bình Thuận thì có nắng xuất hiện từ khá sớm. Nhiệt độ có phần cao hơn các tỉnh phía Bắc, phổ biến từ 27 đến 30 độ. Nắng ráo là hình thái chính tại Tây Nguyên cũng như là Nam Bộ trong hôm nay và 3 ngày tới. Dự báo cường độ nắng sẽ khá mạnh ở các tỉnh thành thuộc khu vực Nam Bộ nên mức nhiệt cao nhất ngày dao động ở ngưỡng là từ 31 đến 33 độ. Riêng một số nơi thuộc miền Đông thì có thể đạt ngưỡng là 34 độ. Còn tại vùng cao Tây Nguyên thì nắng vừa phải nên nhiệt độ cao nhất ngày ở mức là 27 đến 32 độ. Đối với thời tiết trên biển, khu vực Bắc và giữa biển Đông có gió Đông Bắc ở mức cấp 5, riêng vùng biển phía Đông thì có lúc mức cấp 6, có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km. Khu vực Nam Biển Đông thịnh hành gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km. Thời tiết trên cả nước nhìn chung đều khá thuận lợi cho giao thông cũng như sinh hoạt thường nhật của người dân. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến rất phức tạp, nên quý vị thực hiện đầy đủ thông điệp 5K phòng chống dịch của Bộ Y tế để đảm bảo an toàn. Và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời tiết sáng nay của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.